Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, được sự trợ duyên tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Quý vị thân mến, đây là những con giáp này đã bị cuộc đời vùi dập lên xuống, không ngóc đầu lên được từ đầu tháng 9 đến giờ. Vận đen thì đeo bám, tình cảm trắc trở, bị người thân hiểu lầm và bạn bè xa lánh. Thế nhưng, theo phân tích của các nhà tử vi chiêm tinh học, từ hôm nay trở về sau, cuộc sống của những con giáp này sẽ bước sang một trang mới. Vận xưa qua đi, vận may ùn ùn kéo đến, thần tài ban phát tài lộc, công việc hanh thông, thuận lợi, tiền bạc ùn ùn kéo về, mua nhà lầu xe hơi, đất đai nhiều vô kể, khiến hàng xóm nể phục, bạn bè kính nể, đi đâu cũng được mọi người coi trọng. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để biết mình có thuộc một trong những con giáp may mắn này hay không nhé. Tuổi may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay không ai khác là những gia chủ tuổi Tý. Đây là con giáp đầu tiên có cơ hội trúng số đổi đời trong ngày hôm nay. 1. Tuổi Tý. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết tuổi Tý được chính quan nâng bước trên con đường sự nghiệp, nên dù là ngày nghỉ nhưng vẫn nhận được tin tốt liên quan đến chức quyền, thi cử, xin việc. Tất cả những gì bạn cần làm trong thời điểm hiện tại đó là nỗ lực hết sức mình trong mọi công việc. Đường tình cảm thuận lợi nhờ tam hợp cục soi sáng. Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười. Chúng ta không sống vì những toan tính, chúng ta sống vì những người yêu quý mình. Càng vui vẻ thì Tý càng thu hút được những mối quan hệ có lợi cho tương lai. Nhờ cục diện kim sinh thủy nên tiền bạc cũng khởi sắc không kém. Có thể nói đây là con giáp thành công mỹ mãn nhất trong ngày. Nay bạn nào muốn đi gửi ngân hàng, rút tiền hoặc đòi nợ, xin tiền thì cứ mạnh dạn vì mọi việc đều hanh thông. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là những gia chủ tuổi Tý, con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng đến với con giáp may mắn thứ hai trong ngày là những người tuổi Sửu. 2. Tuổi Sửu. Theo là số tử vi, những gia chủ tuổi Sửu cho thấy đường tài lộc chính là điểm sáng trong ngày. Hôm nay bỗng dưng có người trả nợ bất ngờ, mọi hoạt động liên quan đến tiền bạc đều diễn ra thuận lợi, không gặp phải bất trắc. Mặc dù tuổi Sửu công việc không thuận lợi vì thương quan lâm vận, nếu không kiềm chế được tính cách nóng nảy, bộc trộm, rất dễ mất việc hoặc thi trượt, làm gì cũng phải chậm rãi, tính toán kỹ càng, kéo đem lại bất lợi cho bản thân, sau này làm gì cũng khó. Người tuổi Sửu đón rằm tháng 10 với nhiều điều kỳ diệu may mắn. Nếu bạn thực sự nắm bắt cơ hội này thì tài lộc sẽ về tới. Với cơ may này, con giáp tuổi Sửu sẽ tạm biệt những ngày tháng kiếm tiền nhỏ giọt, cuộc sống ngày càng sung túc. Trong chuyện tình cảm, nhờ cục diện thủy sinh kim nên tuổi Sửu sẽ đón nhận nhiều tin vui. Hôm nay mọi chuyện hung đều hóa cát, gia đình bình an vô sự, được ơn trên nâng đỡ. Tuổi này làm gì cũng có người đứng sau hậu thuẫn, đặc biệt là các bạn trẻ dưới 30 tuổi. Ngoài ra, vận may có thể đưa đẩy vận đào hoa cho một số người tuổi Sửu. Người nào đang độc thân, muốn tìm được tình yêu đích thực thì nên trau dồi khả năng nói chuyện và khả năng EQ của mình. Điều đó giúp bạn tiếp cận và thúc đẩy mối quan hệ với nửa kia của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là những người tuổi Sửu, con giáp may mắn thứ ba không thể không nhắc đến ngày hôm nay là những người tuổi Dần. 3. Tuổi Dần. Tuổi này dự báo thiên ấn chiếu vận có lợi cho những người tuổi Dần đang ở vị trí quản lý, chủ thầu hoặc là làm chủ. Mọi việc bạn làm sắp tới sẽ có nhiều người ủng hộ và tán dương. Tuy nhiên, dù thành công đến đâu cũng phải khiêm tốn, càng hay khoe càng dễ mất lộc lá. Tuy nhiên, đường tình cảm lâm tương xung nên trong gia đình dễ có mâu thuẫn, con cái bất đồng ý kiến với cha mẹ. Sống trên đời đừng cố hơn thua hay 10 phân vẹn 10. Có thể sống đẹp, sống tốt được, đấy là phần 9. Có thể sống đẹp, sống tốt được đến 9 phần là đủ rồi. Vì cục diện ngũ hành kim khắc mộc nên tuổi này không biết hài lòng với những gì mình đang có. Tham vọng khá lớn nên tiền bạc khó đi lên. Gần đây chịu khá nhiều áp lực về tiền bạc, ngủ không ngon giấc.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là những người tuổi Dần, con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay. Để tiếp tục chương trình, chúng ta hãy cùng đến với con giáp may mắn thứ tư, đó là những người tuổi Thìn. 4. Tuổi Thìn. Thời gian tới, công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển, thi cử, học hành đạt kết quả tốt nhờ tam hợp cục soi sáng. Sống tốt thì trời xanh sẽ an bài, bản mệnh không cần lo nghĩ nhiều. Những người từng chơi xấu bạn, thời gian tới sẽ gặp quả báo. Con giáp tốt số này có đường tình cảm may mắn hơn người nhờ cục diện thổ sinh kim. Hôm nay những bạn nào có đám cưới, đón người thân hoặc tiễn người thân từ xa trở về, đi làm ăn sẽ gặp nhiều may mắn. Gia đình bình an, người có bệnh sẽ sớm khỏe lại. Nhờ có thực thần trợ vận nên tiền bạc khởi sắc hơn hẳn. Người làm công ăn lương sẽ có một ngày nghỉ ăn nhàn, được lộc ăn uống, không phải lo lắng về áp lực công việc. Buôn bán kinh doanh có lợi, tiền bạc thu về không ít, đủ để mở rộng quy mô buôn bán. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Con giáp tiếp theo may mắn trong ngày hôm nay là những người tuổi Dậu. 5. Tuổi Dậu. Nhờ tam hội cục nên công việc của người tuổi Dậu thời gian này đỡ thị phi hơn nhiều. Là con giáp đi xa, làm ăn có lợi từ nay đến cuối 2022. Quý nhân tương trợ giúp bạn gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin, tạo dựng những mối quan hệ tốt, làm nền tảng phát triển sau này. Tình cảm hài hòa, khởi mở, vui tính, dễ gặp được những người thoáng tính vui vẻ. Bạn không cần cố gắng thay đổi bản thân, hãy để họ tự thích nghi với bạn. Thời gian tới có nhiều việc quan trọng cần làm nên thu nạp thêm nhiều bạn bè, hàng xóm để có người giúp đỡ. Nhờ chính tài trợ lực nên những người đang chờ tăng lương, tiền thưởng hay tiền hỗ trợ sẽ có may mắn nên Dậu có quyền hy vọng. Hãy khiến tương lai biết ơn vì hiện tại bạn đã cố gắng hết mình rồi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn thứ 5, con giáp may mắn thứ 6 là những người tuổi Tuất. 6. Tuổi Tuất. Đường công việc sự nghiệp thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ nhờ tam hội cục. Những người có ý định đi du học, xuất ngoại hoặc làm ăn xa nên tiến hành trong hôm nay. Bạn hoàn toàn có quyền được đòi hỏi những quyền lợi tốt cho mình trong thời gian này. Trong ngày cũng dự báo tình cảm may mắn nhờ cục diện thổ sinh kim. Bạn nhiệt tình giúp đỡ mọi người cũng rất tốt bụng và thân thiện. Chẳng khi nào bạn ngại ngần khi thấy người khác gặp khó khăn. Sau này tốt đi đâu cũng dễ được những người tốt bụng giúp đỡ. Được thực thần nâng đỡ nên tuổi này có lộc trong ngày cuối tuần, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, tài lộc thu về khá nhiều, có cả lộc ăn uống, quà cáp, tiền bạc đủ để chi tiêu cũng như cho bạn thêm động lực để tiếp tục cố gắng và nỗ lực trong công việc của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!